Xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ chuyển nốt cho các em các bài tập trong phần quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác. Các em mở sách giáo khoa trang 56, chúng ta đến với bài toán số 5. Bài toán số 5 đề bài như sau. Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường AD, BD và CD, đúng không nào? Biết rằng ba điểm ABC cùng nằm trên một đường thẳng ACD là góc tù. Câu hỏi là hỏi ai đi xa nhất, ai đi gần nhất, hãy giải thích. Đây ở đây các em có thể vẽ hình như sau. Thì ở đây đoạn AD thì các em sẽ hình dung đây là quãng đường mà bạn Hạnh đi. BD chính là quãng đường mà bạn Nguyên đi. Và DC của chúng ta là quãng đường của bạn Trang. Trong đó BCD của chúng ta, BCD của chúng ta góc này là góc tù. Đây họ hỏi ai đi xa nhất, ai đi gần nhất. Có nghĩa là câu hỏi này họ bắt chúng ta so sánh các đoạn thẳng AD, BD và CD, đúng không? Vậy thì ở đây trong kiến thức các em đã học thì muốn so sánh hai đoạn thẳng, chúng ta sẽ ghép chúng vào trong cùng một tam giác. Giả sử ở đây thầy muốn so sánh cạnh BD và CD, vậy thì rõ ràng thầy sẽ ghép chúng vào tam giác BDC, đúng không nào? Vậy thì trong tam giác BDC có gì đặc biệt thì ở đây các em để ý. BCD của chúng ta nó là góc tù. Thì như các em đã biết, trong tam giác thì không thể có hai góc tù được, tại vì tổng số đo của ba góc trong một tam giác bất kỳ nó chỉ được phép bằng 180 độ, đúng không? Vậy thì ở đây ta thấy góc C của chúng ta chính là góc lớn nhất trong tam giác BCD. Vậy khi BCD nó là góc lớn nhất, vậy thì tương ứng cạnh đối diện với góc C này chính là cạnh BD, chính là cạnh lớn nhất. BD là cạnh lớn nhất, vậy thì rõ ràng nó phải lớn hơn cạnh DC, nó là điều đương nhiên thôi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ so sánh cạnh AD và cạnh BD, nó là xong đúng không? Thì các em để ý cho thầy, góc ABD nó sẽ là góc gì? Thì đây các em thấy trong tam giác BCD, góc C của chúng ta đã là góc tù rồi. Vậy thì hai góc B và góc D còn lại phải là hai góc nhọn. Thế mà góc ABD nó lại kề bù với góc nhọn DBC. Vậy thì góc ABD của chúng ta cũng phải là góc tù. Vậy tương tự như tam giác BCD thì góc ABD sẽ là góc lớn nhất trong tam giác. Vậy thì cạnh AD của chúng ta sẽ là cạnh lớn nhất thôi. Từ đây thì ta sẽ suy ra được DC nhỏ hơn BD và nhỏ hơn AD. Vậy thì lúc này thì ta sẽ so sánh được quãng đường của ba bạn đi học. Vậy thì ta sẽ trình bày như sau. BCD của chúng ta nó là góc tù. Vậy thì từ đây các em sẽ suy ra được BCD nó là góc lớn nhất. Trong tam giác BCD. Vậy thì từ đây ta suy ra được điều gì? Ta sẽ suy ra được BD sẽ là cạnh lớn nhất. Trong tam giác BCD. Vậy khi BD nó là cạnh lớn nhất, vậy thì các em viết được điều đương nhiên đó là BD của chúng ta phải lớn hơn CD. Tiếp theo ta sẽ đi chứng minh AD lớn hơn BD bằng cách ta chứng minh góc ABD nó là góc tù, đúng không? Vậy thì ta có trong tam giác BCD góc DBC nó phải là góc nhọn. Thì vì sao nó là góc nhọn thì các em chỉ hiểu là trong một tam giác thì chỉ có một góc tù thôi. Vậy thì DBC nó là góc nhọn. Từ đây ta sẽ suy ra được góc ABD
phải là góc tù. Thì lý do ở đây các em có thể ghi là góc kề bù với góc nhọn. Vậy khi ABD nó là góc tù, vậy thì ta cũng suy ra được góc ABD nó là góc lớn nhất trong tam giác ABD. Vậy khi ABD nó là góc lớn nhất, vậy thì các em sẽ suy ra được luôn cạnh AD của chúng ta chính là cạnh lớn nhất, tức là AD của chúng ta phải lớn hơn BD, đúng không nào? Ở đây thầy đánh số 1, BD lớn hơn CD, AD lớn hơn BD thì thầy đánh số 2. Vậy thì bây giờ các em tổng kết từ 1 và 2, đúng không? Vậy thì rõ ràng các em sẽ suy ra luôn được AD lớn hơn BD và lớn hơn CD. Vậy thì khi ta kết luận được AD lớn hơn BD, lớn hơn CD, các em sẽ quay sang thực tế, các em sẽ kết luận là bạn Hạnh sẽ đi xa nhất và bạn Trang sẽ là đi ngắn nhất. Được chưa nào? Các em cùng thầy chuyển sang bài tập tiếp theo, bài số 6. Bài tập số 6 họ yêu cầu như sau. Xem hình 6 có hai đoạn thẳng bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng kết luận nào trong các kết luận sau là đúng. Thì bài tập số 6 nó giống như một bài tập trắc nghiệm. Ở đây thầy sẽ vẽ lại hình. Có nghĩa là trong tam giác ABC thì điểm D nó sẽ nằm trên cạnh AC sao cho CD bằng BC. Và ở đây thì họ... Đúng rồi, chỉ như thế thôi. Và họ bắt chúng ta so sánh giữa hai góc, góc A và góc B. Vậy thì để so sánh hai góc trong cùng một tam giác, các em hoàn toàn có thể so sánh hai cạnh đối diện với hai góc đó. Cạnh nào lớn hơn thì góc đó sẽ lớn hơn, đúng không nào? Đây thì có nghĩa là ta sẽ đi so sánh cạnh AC và cạnh BC. Vậy thì cạnh AC thì liệu có lớn hơn cạnh BC hay không? Thì các em nhìn ở trên bảng. Điểm D của chúng ta theo hình vẽ nó nằm giữa A và C. Vậy thì có nghĩa là AC sẽ luôn lớn hơn DC, đúng không nào? Thế mà theo giả thiết thì DC của chúng ta lại bằng thằng BC. Vậy các em sẽ suy ra được AC sẽ lớn hơn BC. Như thế thì góc B của chúng ta sẽ phải lớn hơn góc A, vì đó là góc đối diện với cạnh lớn hơn. Thì bài toán số 6 chỉ đơn giản như thế thôi. Vậy thì các em sẽ lập luận như sau. Vì D của chúng ta nằm giữa AC, vậy thì các em sẽ suy ra điều hiển nhiên, đó là AC của chúng ta phải lớn hơn thằng DC. Mà theo giả thiết thì DC của chúng ta lại bằng thằng BC, đúng chưa nào? Vậy thì các em kết hợp hai điều này, các em sẽ suy ra luôn được đó là AC lớn hơn BC. Đến đây ta đã có quan hệ của hai cạnh trong cùng một tam giác. Vậy thì ta sẽ suy ra được quan hệ giữa hai góc đối diện với hai cạnh đó. Góc đối diện với cạnh AC chính là góc B, sẽ phải lớn hơn góc đối diện với cạnh BC, đó là góc A. Vậy thì ở đây ta sẽ chọn được đáp án C là đáp án đúng, đúng không?
anh cùng thầy chuyển sang bài toán số 7. Đề bài toán số 7 như sau. Một cách chứng minh khác của định lý 1 cho tam giác ABC với AC lớn hơn AB. Vậy thì ở đây thầy sẽ vẽ tam giác ABC. Trên kia AC lấy điểm B phẩy sao cho AB phẩy bằng AB. Đây chính là điểm B phẩy. Giả sử hai thằng này bằng nhau chẳng hạn. IA họ bảo là hãy so sánh góc ABC và góc ABB phẩy, đúng không? Vậy ở đây ta cần phải so sánh góc này và góc ABB phẩy và góc thầy vẽ hai vạch đó. Vậy thì như các em đã biết thì AC của chúng ta nó lớn hơn AB. Vậy thì AB phẩy nó bằng AB, có nghĩa là B phẩy của chúng ta phải nằm giữa A và C. Tức là tia BB phẩy nằm giữa tia BA và BC. Vậy thì khi đó thì ta sẽ dễ dàng suy ra được góc ABB phẩy sẽ nhỏ hơn góc ABC, đúng không nào? Vậy thì ta sẽ lý luận như sau. AB của chúng ta nhỏ hơn AC. Ở đây là theo giả thiết, đúng không nào? Từ đây ta suy ra được B phẩy sẽ nằm giữa AC. Khi B phẩy nằm giữa AC, vậy thì các em sẽ suy được tia BB phẩy cũng phải là nằm giữa BA BC. Vậy thì từ đây ta sẽ suy được luôn đó là góc ABC sẽ lớn hơn góc ABB phẩy. Các em chuyển sang ý B của bài toán. Ý B của bài toán họ bảo là hãy so sánh góc ABB phẩy với góc AB phẩy B. Thế thì ở đây các em thấy nó đều là hai góc trong cùng một tam giác. Và tam giác ABB phẩy thì có AB bằng AB phẩy. Tức là tam giác này là tam giác cân. Từ đây ta sẽ suy được hai góc đó sẽ bằng nhau, đúng không? Ở đây ta có AB bằng với AB phẩy. Điều này có được là do giả thiết. Từ đây ta sẽ suy được góc AB B phẩy, tức là hai góc đáy của nó phải bằng nhau. Góc AB B phẩy sẽ bằng góc AB phẩy B. Chúng ta cùng sang ý C. Hãy so sánh góc AB phẩy B, đúng chưa nào, với góc ACB. Vậy thì các em để ý góc AB'B nó là góc ngoài của tam giác BB'C, đúng không? Vậy thì theo cái tính chất của góc ngoài thì góc AB'B nó phải bằng góc ACB tập cộng thêm với góc CBB'. Vậy thì góc CBB' dù nó nhỏ như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn phải lớn hơn không. Vậy thì có nghĩa là các em sẽ suy ra được góc AB'B nó phải lớn hơn góc ACB. Góc AB'B nó là góc ngoài của tam giác BB'C. Từ đây ta sẽ viết được hệ thức của góc ngoài, đó là AB'B sẽ bằng góc ACB ta cộng thêm với một góc là CBB'. Góc hình học thì luôn dương, vậy thì từ đây ta sẽ suy ra được góc AB'B sẽ lớn hơn góc ACB. Chúng ta sang ý tiếp theo của câu C. Họ bảo là từ đó sinh ra góc ABC sẽ lớn hơn góc ACB, đúng chưa nào? Vậy thì có nghĩa bây giờ ta sẽ sử dụng lại kết quả của ba ý ABC để ta chứng minh thôi. Vậy thì ta có góc ABC nó lớn hơn góc ABB phẩy, đúng chưa nào? Góc ABB phẩy nó lại bằng với góc AB phẩy B, lý do là tam giác cân ở
ở bên trên đấy. Góc AB'B thì theo ý C ta vừa chứng minh là nó lại lớn hơn góc ACB. Đúng chưa nào? Vậy thì từ đây ta sẽ suy ra được góc ABC nó phải lớn hơn góc ACB. Thì ở đây chúng ta điều phải chứng minh. Có nghĩa là khi giả thiết AB nhỏ hơn AC thì ta có góc ABC sẽ lớn hơn góc ACB. Thì bài tập số 7 đó là một cách chứng minh định lý một theo một hướng khác. Như vậy thầy đã chữa xong cho các em toàn bộ bài tập trong phần quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Tiếp sau chúng ta sẽ chuyển sang quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Hẹn gặp các em trong lần tới. Xin chào các em học sinh, thầy là Linh, là giáo viên môn toán tại Học cùng Việt Giáp. Thầy tin rằng những video thầy đang và sẽ làm sẽ giúp ích các em trong quá trình học tập. Hãy like, subscribe và đồng hành cùng thầy nhé. Thầy sẽ luôn bên cạnh các em.